Bến Tre kính chào quý vị và các bạn. Hướng trước mặt chúng ta là hướng đi về trung tâm thành phố Bến Tre, đi thành phố Mỹ Tho, đi thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là hướng đi về bất động sản giá 250 triệu mà một tuần trước chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn. Sang phải là Ủy ban Nhân dân xã Phú Nhuận. Tiếp tục sang phải và đi thẳng là hướng về bất động sản cần bán hôm nay. Bất động sản cần bán hôm nay là căn nhà cấp 4 thuộc xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Do muốn về quê nên vợ chồng chủ nhà muốn bán căn nhà tâm huyết này. Căn nhà có diện tích là 130m², có chiều ngang là 5m, có chiều dài là 25,62m, nở hậu 7m, gồm có một sảnh, đậu xe ô tô, một phòng khách, hai phòng ngủ, một không gian bếp, một vệ sinh, rất thích hợp cho hai vợ chồng muốn ra riêng. Đó chính là bất động sản mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đường chúng ta đang đi, quý vị và các bạn thấy quen thuộc không ạ? Vâng, nó rất là quen thuộc, đó là tỉnh lộ 887. Đây cũng là đường đi về hướng huyện Dòng Chơm, huyện Ba Tri. Trên đoạn đường chúng ta đi đến bất động sản cần bán, chúng ta đi ngang qua khu du lịch Lan Vương mà video trước chúng tôi giới thiệu. Và đây cũng là hướng về những bất động sản ở cầu lộ mới mà chúng tôi đã giới thiệu cách đây vài tháng. Chạy qua khu du lịch Lan Vương khoảng 1 km, chúng ta gặp cổng chào của thành phố Bến Tre. Cổng chào tiếp giáp với xã Sơn Phú, huyện Dòng Chơm. Tới cổng chào chúng ta nhìn sang trái, chúng ta thấy con đường đan 4m, chúng ta rẽ vào để đi về hướng bất động sản cần bán hôm nay. Từ đầu đường đan chúng ta chạy vào khoảng 50m là tới bất động sản cần bán hôm nay. Trước khi đi đến bất động sản cần bán hôm nay, quý vị và các bạn là những người xem mới, nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông, chọn một tất cả để nhận được các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Quý vị và các bạn nhớ bấm like để ủng hộ chúng tôi, bấm chia sẻ giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Như lúc đầu chúng tôi đã giới thiệu, bất động sản cần bán là căn nhà cấp 4, có diện tích là 130m², có chiều ngang là 5m, có chiều dài là 25,62m, nở hậu 7m. Nhà gồm có sảnh để xe ô tô, một phòng khách, hai phòng ngủ, một không gian bếp, một vệ sinh. Căn nhà được xây dựng rất kiên cố, nền nhà lót gạch cao cấp, nhìn rất sang trọng, tinh tế. Nhà được dán gạch cao 1,6m. Trần nhà được đóng la phong nhựa cao cấp rất đẹp. Hai phòng ngủ được dán gạch giáp mí với la phong. Không gian bếp rộng rãi, nhà vệ sinh rộng rãi. Bên ngoài được sơn chống thấm. Do xây nhà để ở nên căn nhà được xây rất chắc chắn. Do muốn về quê làm ăn, do chủ nhà có 3 xe ô tô để chạy, hợp đồng không đủ chỗ đậu nên đành bán căn nhà về quê để sinh sống. Dưới quê vợ chồng chủ căn nhà cũng đã xây cất căn nhà rộng rãi để có chỗ đậu xe nên muốn bán căn nhà, và căn nhà chủ bán giá là 800 triệu đồng. Đây là cái giá rất hợp lý với thị trường bất động sản hiện nay. Nhà hướng Tây Bắc thuộc khung nhà Tây Tứ Trạch, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, trích lục quy hoạch đất trồng cây lâu năm, không có vướng quy hoạch gì lớn, tiện ích đi trung tâm thành phố Bến Tre mất khoảng 10 phút, trong bán kính 2 km, đầy đủ tiện ích, gần chợ, gần trường học các cấp, gần Ủy ban Nhân dân xã Phú Nhuận, gần khu du lịch Lan Vương, gần khu du lịch sinh thái Hạ Thảo, cách tỉnh lộ 887 khoảng 50m, đường 4m, xe 16 chỗ chạy Vivu, nhà ở khu dân cư đông đúc, vân vân. Nếu quý vị và các bạn thấy ngôi nhà này phù hợp với mình, hãy gọi cho chúng tôi để chúng tôi dẫn quý vị và các bạn đi xem trực tiếp căn nhà và gặp trực tiếp chủ để trao đổi trực tiếp để chốt và sở hữu căn nhà này. Quý vị và các bạn có nhu cầu cần tìm đất nền, đất công, nhà xây dựng sẵn, hãy gọi cho chúng tôi để chúng tôi tìm giúp quý vị và các bạn. Ngoài ra chúng tôi còn nhận quay video miễn phí bất động sản chính chủ tại Bến Tre. Quý vị và các bạn cần ký gửi bán đất thì hãy gọi ngay cho chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi luôn xuất hiện trên video. Đó cũng là số Zalo của chúng tôi. Xin nhắc lại quý vị và các bạn là những người xem mới, nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để nhận được các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Chúc quý vị và các bạn
luôn khỏe và thành công trong cuộc sống. Nhớ bấm like và chia sẻ giúp chúng tôi. Tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video kế tiếp.